Thưa quý vị, sau khi đậu gần nhà, chiếc ô tô hiệu Toyota Vios này bỗng dưng biến mất và được tìm thấy sau 6 ngày tìm kiếm. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chiếc xe đã không cánh mà bay từ thành phố Vinh lên huyện Thanh Chương thuộc tỉnh Nghệ An. Và tình tiết mới trong vụ việc này lại khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa khi đứng sau vụ trộm này là hai anh em chủ xe cũ. Ngày 29 tháng 4 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thành phố Vinh vừa bắt giữ Nguyễn Tư Tuấn, 42 tuổi, ngụ phường Bến Thủy, thành phố Vinh và Nguyễn Tư Dũng, 37 tuổi, ngụ xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, theo trình báo của người đàn ông ngụ phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, ngày 22 tháng 2, anh này mua xe ô tô hiệu Vios của Nguyễn Tư Tuấn với giá 340 triệu đồng. Đến sáng 9 tháng 3, anh phát hiện xe bị mất trộm khi đậu ở con hẻm gần nhà. Qua điều tra, công an xác định sau khi bán xe ô tô, Nguyễn Tư Tuấn đã giữ lại một bộ chìa khóa. Do nợ nần, người này nảy sinh ý định trộm xe ô tô để bán trả nợ. Để thực hiện quyết định, ngày 8 tháng 3, phát hiện ô tô đang đậu ở con hẻm thuộc phường Hưng Phúc, Nguyễn Tư Tuấn đã đưa chìa khóa và bàn bạc với em trai là Nguyễn Tư Dũng lấy trộm chiếc xe này. Sau khi lấy trộm được xe, Nguyễn Tư Dũng lái xe đến trạm y tế xã Thanh Chi tại huyện Thanh Chương, cách nơi trộm khoảng 50 km, dùng bạc trùm kính rồi gửi xe lại. 6 ngày sau, nhân viên trạm y tế xã Thanh Chi đọc thông tin trên mạng xã hội, biết được vụ việc mất trộm ô tô nên nghi ngờ, mở bạc xe kiểm tra thì phát hiện biển số xe trùng với chiếc xe bị báo mất. Biết vụ trộm bị vỡ lở, Nguyễn Tư Dũng bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an bắt giữ khi nghi phạm đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào.